Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều giò hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Mình sinh năm 1983. Hôm nay giới thiệu với các bạn đây là giò hạc vĩ trồng cùng ngọc thạch bao màu. Thực ra là đây là giò này là ông anh trai ông ấy trồng đây. Các bạn nhìn đây, không phân biệt được cái nào là ngọc thạch, cái nào là hạc vĩ. Trồng theo ý thích, tao thích thì tao trồng. Đấy các bạn, đấy, ý là như vậy. Đấy, cơ bản là thấy đẹp thì trồng vào đây. Nói với các bạn là cây nó hơi lôm nhôm về cái thân già thôi, nhưng phải nói là cũng có một chút mắt nghệ thuật một tí. Đó là lẫn lộn giữa ngọc thạch ba màu và hạc vĩ. Nói với các bạn là ngọc thạch thì có cây kia chắc dài độ khoảng gần mét. Cây này độ khoảng 80 phân, cũng gần mét rồi. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây, rất là đẹp. Đấy, hạc vĩ thì thân khá là đẹp, thân mập cứng, bởi vì là mình phơi nắng trực tiếp. Hai nữa là giò này là chưa có phân bón. Đấy, nói với các bạn là như vậy. Và giò như thế này thì mình bán cho các bạn với giá là 1.000.000 đồng các bạn nhé, bởi vì là nó cũng khá là dài, khá là đẹp. Đây bốn xung quanh như các bạn nhìn. Đấy, cả bên kia giò này phải nói là rất đẹp, bởi vì là những cái mặt hàng như này thì mình đã lựa chọn rất là kỹ để chia sẻ cho các bạn. Đấy, anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987 829002. Và mình cũng nhắc với các bạn là mình sẽ không ship COD các bạn nhé. Những giò hoa lớn như thế này mình sẽ không ship COD, vì một lý do là nhiều khi là COD thì nó rất là phức tạp về cái vấn đề là nhận tiền, nên là anh em thông cảm. Hai nữa là nó sẽ, khi các bạn không ship COD thì nó sẽ đỡ được cái tiền cước cho các bạn, vì là tiền COD thì nó cộng thêm một số khoản cước nhỏ nhỏ nữa. Thế nên là giò hoa đáng nhẽ là 100.000 tiền cước nhưng có thể nó lên tới 150.000 tiền cước, cho nên anh em cũng thông cảm. Và sẽ đặc biệt là những anh em khách quen, anh em đã mua hàng rồi và chúng ta đã tin tưởng nhau rồi thì mình sẵn sàng giúp các bạn là COD. Đấy là cái để mình nói với các bạn. Nhưng mà phương án tốt nhất là các bạn nên chuyển khoản thì sẽ đỡ được tiền cước, thì giò hoa nó sẽ đỡ được cái tiền nó trội lên giá trị của giò lan. Đấy, anh em nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0987 829002. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.